Tiếp theo là diễn biến của dịch bệnh COVID-19 chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay là sáng thứ ba liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hiện nước ta đã chữa khỏi 1.605 bệnh nhân. Hôm nay, Bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương quy mô hơn 300 giường bệnh đi vào hoạt động. Tại phiên họp đầu tiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 cơ bản đồng ý với tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Bộ Y tế về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân Việt Nam. Kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu tổ chức sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thích ứng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 nào. Hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy xí nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến sáng nay, thế giới có trên 110,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới cần xây dựng kế hoạch toàn cầu về tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời đề xuất nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dẫn dắt nỗ lực này.